chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ thực hiện một cái trò chôn với thằng bạn của mình. Đây, đây anh em vẫn thấy rồi, mình có một cái điếu cày. Thực hiện cái trò chôn với cái điếu cày này, ok. Và mình sẽ muốn hút cái điếu cày này với anh em có thuốc lào. Tôi sẽ thử hút thuốc lào trước cho anh em xem. Cho nó hút thử cái điếu cày của tôi. Hút bình thường đã phơi, không biết là mình cho thêm tí bỏ hút vào cho thấy là ok không? Ok. Ok thì các bạn mình ngồi sau này. Đấy. Các bạn lên cho anh em ra. Đấy, được chưa? Mình chào anh em đi. Rồi anh em nhá. Đấy được rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho nó hút thử cái điếu này. Đây, cái điếu này, cái điếu cày này. Đây cầm đây, cầm đây, cầm đây. À bây giờ luật nó là thế này. Nếu như mà mày hút được 3 bi, tao cho mày 300.000. 300 nữa? 300, rồi 300. Cái là 1 bi. 1 bi là 100. Hả? Được, 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 được. Muốn sẵn được. Được chưa? Ok. Nha. Được, được. Được. Nhưng mà mày hút có say không? Được rồi nha. Nhớ không say nhá, không say. Nếu mà say thì thôi nhá. Mày bắn đủ 3 bi ấy. 1 bi là 100 nhưng mà phải bắn đủ 3 bi. Về chưa? Rồi, tao mày cho vào đây. Nhiều không? Cho thôi. được rồi cho thế cũng được, cho anh em, cho anh em xem được chưa? Đây đó, bắn đây, bắn đi đâu ở đây. À mình có cần tao ấy cho không? Dạ tớ mày cho nào cho nó sáng sáng cho anh em nhìn thấy cho nó rõ là rồi. À, được rồi được, để phòng quay cho anh em, để tôi quay cho anh em cái phòng cho hơi bụi tí, hơi bừa tí, được chưa? Đây mày bắn đi. Bắn bi zip. Sao đây nào? Bỏ hút chưa? Trời ơi. Phê không? Phê. Đây tôi quay rõ mặt cho anh em xem. Rõ mặt anh em xem. Đó. Phê rồi. Cảm giác thế nào? À Đức.
Đức. Bình thường á? Thế anh bình thường. Một lần điều nữa. Thôi được rồi, ok anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip của tôi. À nhưng mà mày chưa được 300 của tao nhá. Mày phê này chưa được 300 của tao đâu. Chưa. Rồi, anh em mong anh em hãy cho mình một like và một subscribe. Nhớ ấn vào cái chuông ấy. Thì mình ra video thì anh em sẽ nhận được video sớm nhất. Ok. Chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.